Mùa hè đã đến rồi và thời tiết thì nóng bức gay gắt. Làn da của chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề như là mụn bọc này, cháy nắng, đen sạm này. Vậy làm thế nào để biết cách chăm sóc da mà không bị những cái vấn đề trên? Thì các bạn hãy đón xem video ngày hôm nay của Duyên nha. Chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ. Thì các bạn biết đấy, mùa hè đến nóng bức thì chúng ta sẽ hay gặp những cái tình trạng ở trên da như là mụn, nám và nhang. Thì những cái vấn đề đó mình phải làm thế nào để chăm sóc da cho đúng cách? Thì hôm nay Duyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách chăm sóc da mùa hè để các bạn có một cái làn da đẹp. Điều thứ nhất là chúng ta phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt thích hợp. Như các bạn biết đấy, chúng ta mà rửa bằng nước không thì ở trên da của chúng ta không thể sạch được hết những cái bụi bẩn bã nhờn ở trên da được. Nên chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái loại sữa rửa mặt. Có nhiều bạn mình biết đấy, có nhiều bạn rất là lười dùng sữa rửa mặt luôn, bởi vì các bạn sợ mỏng da này, sợ kích ứng này. Thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái loại sữa rửa mặt nào mà nó dịu nhẹ và nó phù hợp với da của mình. Ví dụ những cái bạn da khô, da nhạy cảm thì các bạn nên lựa chọn những cái sữa rửa mặt dạng kem hoặc là dạng gel á. Thì những cái dạng đó ít bọt một chút chẳng hạn thì nó sẽ thích hợp cho những cái da khô và da nhạy cảm. Còn những cái bạn mà da dầu á thì các bạn nên lựa chọn những cái loại sữa rửa mặt mà có các cái thành phần làm sạch lỗ năng lông như là acid salicylic chẳng hạn, thì nó sẽ làm sạch da. Và các bạn cũng nên lựa chọn những cái sữa rửa mặt có độ pH phù hợp. Bởi vì mình thấy rất là nhiều bạn da dầu lựa chọn những cái sữa rửa mặt mà muốn rất là sạch, sạch kín kít ấy, thì cái độ pH của nó hơi cao. Thì các bạn nên lưu ý cho mình là lựa chọn những loại sữa rửa mặt có độ pH phù hợp cho da, thì thường là dưới 7, từ khoảng 5.5 đến 6.5 là tốt nhất cho da. Về cái việc mà độ pH của sữa rửa mặt ấy, thì hôm trước mình có làm mấy cái video về test độ pH của sữa rửa mặt, thì các bạn có thể xem lại những cái video đó nhé, để xem là sữa rửa mặt của các bạn là bao nhiêu. Hoặc là các bạn đang dùng sữa rửa mặt gì mà mình chưa test thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ test cho các bạn để gửi cho các bạn nhé. Thứ hai là chúng ta nên tẩy tế bào chết đều đặn. Tế bào chết hàng ngày nó sinh sản ở trên da và nó nằm ở trên da. Nếu chúng ta không tẩy tế bào chết thì da của chúng ta sẽ cảm giác là nó hơi tối màu, nó hơi xỉn màu. Chính vì vậy các chuyên gia, các bác sĩ da liễu khuyên các bạn nên tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần một tuần. Hoặc là các bạn có thể dùng tẩy tế bào chết hóa học thì các bạn có thể dùng hàng ngày được. Khi tẩy tế bào chết ấy thì da của chúng ta mới có cơ hội sản sinh ra những tế bào mới, làm cho da của chúng ta sáng hơn, đẹp hơn và trẻ hơn. Thứ ba là chúng ta nên thoa kem chống nắng hàng ngày. Các bạn biết đấy, thời vào mùa hè thì cái tia UV nó rất là mạnh. Thỉnh thoảng khi mà chúng ta xem thời tiết, xem dự báo thời tiết trên TV chẳng hạn, thì họ sẽ báo là vùng này ở vùng kia hoặc là thành phố Hồ Chí Minh gì đó thì cái lượng cường độ tia UV rất là mạnh. Chính vì vậy nếu chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta chỉ có đội mũ, nón, khẩu trang thì không thể bảo vệ hết được dưới những cái tia UVA, UVB mạnh có thể xuyên qua được những cái lớp đó. Chính vì vậy các bạn nên dùng kem chống nắng có khả năng chống lại tia UVA, UVB, kem chống nắng phổ rộng chẳng hạn. Thì trên thị trường hiện nay ấy, có rất là nhiều loại kem chống nắng dành cho da dầu. Thì nếu các bạn da dầu mà các bạn sợ dùng kem chống nắng mà bít tắc lỗ chân lông và gây mụn ấy, thì các bạn nên lựa chọn những cái loại kem chống nắng mà nó có kết cấu mỏng nhẹ và có thể có khả năng kìm dầu cho da. Thứ tư là dưỡng ẩm cho da. Rất là nhiều bạn ở đây, các bạn đang sở hữu một làn da dầu và khi mà mùa hè đến thì các bạn đi ra nắng, các bạn bị dầu tiết ra nhiều, bóng nhễ cả cái khuôn mặt. Cho nên là các bạn nghĩ là không cần phải cấp dưỡng ẩm cho da, thì đó là một cái điều sai lầm nha các bạn. Bởi vì sao ạ? Khi da của chúng ta tiết dầu nhiều, đó chính là lúc đó chính là da của chúng ta đang thiếu ẩm, thiếu nước. Chính vì vậy da nó sẽ tiết ra. Nhưng khi mà chúng ta cấp ẩm đủ ở trên da thì da của chúng ta sẽ báo hiệu là đã đủ ẩm và không tiết ra nhiều dầu nữa. Thì đối với da dầu các bạn nên lựa chọn các cái loại cấp ẩm như là những cái dạng serum toner gì đó để cân bằng cái độ ẩm ở trên da. Và da dầu thì các bạn nên hạn chế dùng những cái sản phẩm dưỡng ẩm như cái dạng khóa ẩm ấy, bởi vì dạng khóa ẩm nó sẽ rất là dễ bít tắc lỗ chân lông và gây mụn cho da của các bạn. Thứ năm là đắp mặt nạ đều đặn. Thì cái mặt nạ nó sẽ làm cho da của chúng ta được sáng hơn, đẹp hơn và nó khỏe hơn để phục hồi da. Thì các bạn cũng không cần phải bỏ nhiều tiền ra để mua những cái loại mà mặt nạ đắt tiền đâu, mà các bạn chỉ cần sử dụng những cái loại mà thành phần tự nhiên hoặc là các cái loại tự nhiên như là dưa leo này, cà chua này, dưa hấu này, hay là bơ hay là khoai tây chẳng hạn.
Thì các bạn khi mà các bạn đắp mặt nạ thì chúng ta nên sử dụng cái sữa chua không đường á, thì khuấy cùng với sữa chua không đường, bởi vì trong sữa chua không đường á có một cái loại gọi là axit lactic, nó là thuộc nhóm AHA tẩy tế bào chết. Thì sau khi đắp trộn với sữa chua không đường, da của chúng ta sẽ được cấp ẩm tốt hơn và ngoài ra nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Thì những cái loại mà mặt nạ thiên nhiên ấy thì nó không chỉ là ngăn ngừa mụn này, thì nó còn làm cho giảm những cái kích ứng, giảm cháy nắng vào mùa hè. Và ngoài ra thì nó khi vì là nó là thành phần tự nhiên cho nên là nó hầu như là không bị kích ứng, và nó còn thích hợp cho tất cả các loại da, ví dụ như da dầu, da nhạy cảm, da hỗn hợp đều sử dụng được. Thứ sáu là các bạn nên uống nhiều nước, bởi vì vào mùa hè thì da của chúng ta sẽ tiết mồ hôi nhiều. Khi cơ thể tiết mồ hôi nhiều thì sẽ mất nước nhiều hơn, làm cho da của chúng ta dễ khô. Chính vì vậy là các bạn nên uống nước hàng ngày. Thì hàng ngày các bạn nên uống 8 đến 10 cốc nước để bổ sung đủ nước cho cơ thể. Ngoài ra thì các bạn nên uống các loại nước ép, như là các loại nước ép trái cây, thì nó sẽ vừa bổ sung đủ nước cho cơ thể mà vừa bổ sung vitamin C, làm da của chúng ta càng ngày càng sáng hơn. Thứ bảy là các bạn nên lưu ý đến chế độ ăn. Chế độ ăn hàng ngày đó ảnh hưởng rất là nhiều đến da của chúng ta. Thì ví dụ như các bạn mà ăn nhiều các cái đồ dầu mỡ này, chiên xào này, các cái đồ ăn nhanh này, thì các bạn biết đấy, da của chúng ta sẽ rất là dễ nổi mụn, bởi vì nó là những cái đồ rất là nóng. Vậy để có muốn có một làn da đẹp ấy, thì các bạn nên ăn những cái loại rau xanh này, trái cây này, bởi vì những loại đó chứa rất là nhiều vitamin bổ sung cho da. Và nhất là vitamin C, nó sẽ là giúp da mịn màng hơn, sáng da hơn và săn chắc da hơn. Thứ 8 là luyện tập thể dục thể thao. Thì luyện tập thể dục thể thao không chỉ là làm cho bóc dáng của chúng ta đẹp mà làm cho làn da của chúng ta cũng đẹp hơn. Các bạn nên tập thể dục thường xuyên, tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày, thì làn da của chúng ta được đào thải, được ra mồ hôi, được đào thải độc tố tốt hơn. Và các bạn nên nhớ là vào mùa hè rồi á, thì cái thời lượng mà tia UV mà mạnh nhất ấy, thì đó là 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Các bạn hạn chế hoặc là không nên tập thể dục vào cái khoảng thời gian đó nhé, bởi vì thời gian đó tia UV nó rất là mạnh nên nó có thể làm cháy nắng da của chúng ta. Thứ 9 là hạn chế trang điểm. Cái lớp trang điểm dày nóng mùa hè nó sẽ rất là làm dễ bít tắc lỗ chân lông của chúng ta, cho nên nó rất là dễ gây mụn. Chính vì vậy các bạn nên hạn chế trang điểm vào mùa hè và thời tiết nóng bức. Mà nếu mà cần trang điểm á, thì các bạn nên lựa chọn những cái loại mỹ phẩm mà có khả năng kìm dầu hoặc là mỏng nhẹ ở trên da. Và nhớ trước khi mà buổi tối ấy, thì chúng ta nên tẩy trang kỹ rồi chúng ta mới đi ngủ, thì nó sẽ hạn chế được cái bít tắc lỗ chân lông. Và cuối cùng là chúng ta nên nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, bởi vì căng thẳng, stress thì nó sẽ làm cho làn da của chúng ta sạm đi. Và còn thức khuya nữa, các bạn cũng không nên thức khuya nhé, bởi vì da của chúng ta nó sẽ được hồi sinh, tái sinh vào khi chúng ta đi ngủ vào ban đêm. Các bạn cứ để ý là những cái bạn mà hay trực đêm á, thì khi buổi sáng ra chúng ta soi gương một cái nhìn nó sẽ rất là tối màu, xỉn màu. Chính vì vậy các bạn hãy nên nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái để có một cái làn da đẹp vào mùa hè. Và trên đây là 10 cái điều mình khuyên các bạn nên chăm sóc da vào mùa hè. Hy vọng những cái điều này sẽ giúp được các bạn được có một cái làn da đẹp hơn và hạn chế mụn vào mùa hè. Và các bạn có cái câu hỏi nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Mình sẽ xem các cái comment và làm những cái video để hướng dẫn cách chăm sóc da tiếp tục cho các bạn nhé. Hãy nhớ like và đăng ký kênh của mình để mình sẽ tiếp tục ra những cái video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.